Sửa gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng thưa quý vị, hôm nay ngay trong khu vực Sửng Sơn, Mộc Nam Huy xin phép quay giới thiệu báo giá đến quý vị về một bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12. Vâng, đây là một bộ ghế Minh Quốc Đào và được sử dụng một bộ mặt ván chèn nguyên khối và không hề chắp ghép quý vị nhé. Đây là một bộ trong tiêu chuẩn VIP luôn, là mặt ván chèn dày liền nguyên khối không chắp ghép, và tay nghe cũng là tay nghe liền nguyên một khối, tay nghe 12 đó, không hề chắp ghép. Và một cái bộ chân đôn, chân bàn, chân ghế đều là các cái bộ chân đôn 12, chân 12 rất là khỏe khoắn và chắc chắn quý vị nhé. Và đây là một bộ ghế cũng nằm trong cái tiêu chuẩn VIP của Mộc Nam Huy, chỉ có khác một điều là một bộ thông thường 40 triệu bên Mộc Nam Huy là tó đào chim, còn bên đây là một bộ tó đào thường thưa quý vị, và nó có sự chênh lệch giá nhau là 3 triệu. Đây là bộ ghế có giá là 37 triệu, thưa quý vị xin được báo giá trước khi đi vào chi tiết về cái bộ ghế này để quý vị cùng tham khảo nhé. Vâng, thì như quý vị thấy thì sau khi xếp cái bộ ghế này ra thì quý vị sẽ hết cái diện tích sử dụng, đó chính là bề ngang 2m6 và bề dài là 2m. Một bộ thì bao gồm 6 món là một chiếc ghế băng dài, hai chiếc ghế con xếp đối xứng, một chiếc bàn trà, một cái đôn cao có hộc kéo và một cái đôn thấp. Với thiết kế thì như quý vị thấy đây, đây là một bộ Minh Quốc Đào với dàn tó đào đục CNC tỉa tay. Đó, các đường nét anh em tỉa đục của nó là rất là đẹp quý vị nhé. Đó. Và đầy đủ các cái chi tiết, đó chính là các chi tiết trái đào này, bông mai, chi tiết dòng hóa nhé. Và độ đục chạm thì quý vị thấy anh em đục rất là kênh. Đó, độ đục chạm rất là kênh, rất là đẹp nhé. Vâng. Và tiếp theo thì là cái phần tay cột. Ở đây Mộc Nam Huy làm cột 12 hoàn toàn. Đó, không có tâm, không có giật. Và tựa. Ở đây thì Mộc Nam Huy làm bộ tựa tứ quý, cúc tùng trúc mai, biểu trưng cho bốn mùa thịnh vượng. Và ở giữa những cái tấm tựa này thì anh em có làm những cái cây lèo và đục chạm chi tiết đồng xu. Và các cái bộ tựa này và những cái bộ cây lèo này thì có độ dày là 2,5 phân thưa quý vị. Tiếp theo thì xuống cái mặt ván. Ở đây là một bộ mặt ván chèn quý vị nhé. Bộ mặt ván chèn liền, dày liền hoàn toàn và không phải dạng khuôn tranh, đấy quý vị lưu ý, chèn liền hoàn toàn. Và những cái bộ mặt ván chèn như thế này thì luôn luôn là giá trị nó đặng cao hơn và đắt hơn là những cái bộ khuôn tranh nhé. Và ở đây thì cái bộ ván chèn này thì Mộc Nam Huy làm chèn liền từ trước ra đằng sau và không hề là ghép nối, quý vị để ý này. Tại vì nếu như hàng ván chèn mà có ghép nối ở đây thì một bộ ghế chúng ta cũng sẽ rẻ đi vài triệu nhé, quý vị lưu ý. Và tiếp theo là những cái phần tay nghe. Ở đây thì tay nghe Mộc Nam Huy làm là nguyên con nguyên khối, không hề chắp ghép. Đó, liền hoàn toàn đây, từ đằng sau tới đằng trước liền nguyên khối và có cái độ dày lên tới là 12 phân quý vị nhé. Độ dày 12 phân là từ trên xuống dưới. Đó, rất là đẹp. Và tiếp theo thì về phần vai thì được chi tiết giường thừng và lá tây, độ dày 2,5 phân. Còn phần chân thì chân đục đầu lân và kiểu chân là chân kiểu hoa lá tây. Đó, rất là đẹp và chỉ có là 2 tầng. Ở đây thì bộ ghế Mộc Nam Huy với chỉ đang sơn lót thôi thưa quý vị, mới ở đây là đang lớp lót thứ hai và bộ ghế thì vẫn chưa có hoàn thiện quý vị nhé, cho nên là cái độ đẹp của nó thì với vẫn chỉ đang ở mức tầm 70% thôi. Chiếc bàn thì được làm với chiều rộng là 60, chiều dài 1m3 và bàn thì cũng là mặt ván chèn nguyên tấm, độ dày 2 phân. Và các cái chi tiết của bộ vai thì cũng là chi tiết giường thùng hoa lá tây, và chân thì cũng tiếp tục chân là đầu lân chân hoa lá tây quý vị nhé. Trạng thì tứ diện rất là đẹp. Những chiếc ghế con thì cũng tương tự như những chiếc ghế băng dài, cũng là những cái bộ tó đào được chìm chi rửa tay. Đó, bộ tựa thì tiếp tục là bộ tựa thứ quý, rất là đẹp quý vị nhé. Mặt ván thì cũng liên tục là tràn liền. Đó, không hề chắp ghép quý vị ạ. Nói là đây là một bộ ghế rất là đẹp. Thì như ban đầu clip Mộc Nam Huy có giới thiệu thì những cái bộ ghế này nó cũng nằm trong cái tiêu chuẩn VIP. Nó chỉ khác một điều, đó là một bộ này là bộ tó đào thường, còn ở cái bộ 40 triệu là tó đào chim. Và đây là bộ ghế nó có rẻ hơn là 3 triệu. Đấy, cho nên là quý vị có nhu cầu
sử dụng thì quý vị thích cái bộ ghế này hay là thích những cái bộ 40 triệu thì quý vị cũng có thể liên hệ để bên Mộc Lam Huy luôn có sẵn về hai cái sản phẩm này, để quý vị có thể tới tận xưởng sản xuất của Mộc Lam Huy, quý vị kiểm tra hàng, ký tên, sau đó bên Mộc Lam Huy mới bắt đầu sơn như thế này rồi bàn giao cho quý vị. Ở đây thì lặp lại quý vị là những cái bộ tay nghe, tất cả 6 con nghe ở trên hai chiếc ghế con và chiếc ghế bằng dài đều là con nghe đặc nguyên khối 100%, rất là giá trị quý vị nhé. Và trên một bộ ghế thì quý vị để ý những cái bộ tay nghe thì luôn luôn là nhìn cái dáng ghế nó rất là to, rất là bệ vệ quý vị nhé. Đó, rất là đẹp. Ngày xưa thì trên các mẫu Minh Quốc Đào thì luôn luôn là những cái bộ tay vòi, tay trống thông thường. Thế nhưng mà bây giờ thì người ta sẽ làm nhiều về những cái bộ tay nghe để tăng thêm cái độ giá trị cũng như là tăng thêm cái độ gọi là bệ vệ của một cái bộ ghế quý vị nhé. Của những cái bộ ghế Minh Quốc Đào và đã rất là huyền thoại rồi, đã có từ rất là xa xưa tới nay rồi. Và trên chất liệu gỗ gõ đỏ thì Mộc Lam Huy chúng tôi thông báo với quý vị là quý vị có thể sử dụng những cái bộ ghế này tầm 30 đến 40 năm một cách rất là thoải mái. Tại vì trên cái chất liệu gỗ gõ đỏ này thì đặc biệt thì cây rất là tốt quý vị nhé, sử dụng rất là tốt, không có lo mối mọt cong vênh. Và ở đây các sản phẩm thì Mộc Lam Huy sản xuất và báo giá đến quý vị công khai, và hàng thì được bảo hành cho quý vị trong thời gian là 2 năm trong bất kỳ các tình huống co rút hay là lướt xe gỗ. Vâng, một lần nữa thì đây là clip Mộc Lam Huy quay tại xưởng và giới thiệu đến quý vị về bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12 làm trong tiêu chuẩn hàng VIP và Minh Quốc Đào thường, có giá là 37 triệu tại Mộc Lam Huy. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ ngay qua số điện thoại là 0948 086 889 và một số nữa là 0961 989 990. Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.